Khi nhắc tới xe tải, nhiều anh em mới khởi nghiệp sẽ chỉ quan tâm đến giá cả và tải trọng mà không để ý đến động cơ hay các trang bị khác. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sử dụng xe sau này. Và để chọn lựa được một chiếc xe tải nhẹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về khả năng vận hành, độ bền, an toàn và tiết kiệm thì thực sự không hề dễ dàng. Và bên cạnh mình đây là mẫu xe tải nhẹ máy xăng thế hệ mới TQ Wuling N300P. Chỉ từ 209 triệu đồng đã có một mẫu xe tải với động cơ công nghệ GM, tải trọng hàng đầu phân khúc lên tới 1.050 kg và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Android và Apple CarPlay, camera lùi và camera hành trình. Trước khi đi sâu vào công nghệ thì chúng ta sẽ dạo vòng quanh cái thiết kế của mẫu xe TQ Wuling N300P này nhé. Về phần đầu xe, các bạn có thể thấy so với các mẫu xe tải thông thường ở trên thị trường như là mẫu Suzuki Carry Pro hay là Terra 100 thì thiết kế này gần như khác hoàn toàn. Thay vì đầu xe vuông và thẳng như phần lớn các xe tải mới hiện nay thì đầu xe này dài hơn, tạo khoảng cách giữa phía trước và người lái, đem lại sự an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm. Ngoài ra thì mình nghĩ rằng với cái thiết kế này sẽ thân thiện với nhiều người hơn, mọi người sẽ trở nên thích cái mẫu xe này hơn. Ở phía trước ta sẽ có cái phần cản nhựa đen ở đây để tạo điểm nhấn dành cho xe. Ở phía trên này cũng đã có phần cản nhựa đen kèm theo là logo TQ ở trên này. Ở hai bên ta sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng dạng halogen. Và mình nghĩ rằng đây là lựa chọn rất là hợp lý. Bởi sao? Bởi mà khi chúng ta chở tải, khi di chuyển trên đường ở điều kiện đường sương mù chẳng hạn, thì hệ thống đèn halogen với có khả năng điều chỉnh góc chiếu này nó sẽ rất phù hợp. Sang đến phần thân xe thì sao? Chúng ta sẽ có một bộ vành với kích thước 14 inch, kèm theo đó thông số lốp là 175/75. Và tại sao lại sử dụng vành 14 inch nhỉ? Thì theo như mình tìm hiểu ấy, với kích thước vành là 14 inch sẽ giúp chúng ta đề ba khi mà chúng ta chở nặng được dễ dàng hơn, kèm theo đó là tăng sức kéo dành cho xe. Ok, đó về phần vành xe, bây giờ chúng ta sẽ sang phần thân xe nhé. Ở phần thân xe chúng ta có một thiết kế với kích thước chiều dài, rộng cao lần lượt là 4600mm, 1603mm và 2460mm. Và so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc thì TQ Wuling N300P còn nổi bật với kích thước xe lớn top đầu. Nhờ kích thước xe lớn giúp TQ Wuling N300P dễ dàng có thể chở với tải trọng lên tới 1.050 kg. Hiện tại TQ Wuling N300P đã phân phối với 3 phiên bản loại thùng, bao gồm loại thùng lửng, thùng bạc và thùng kín. Với mỗi kích thước thùng thì sẽ có một chút khác biệt, nên là mình sẽ để thông tin ở phía trước màn hình để cho các bạn dễ dàng quan sát nhé. Về phần đuôi xe thì mẫu xe TQ Wuling N300P này sẽ có thiết kế khá đơn giản giống các mẫu xe tải khác thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có phần cụm đèn hậu này đây, kèm theo đó là đèn hậu sương mù để giúp các xe phía sau có thể dễ dàng nhận diện ra chúng ta khi mà di chuyển trên đường. Có một điểm mà mình khá thích ở mẫu xe này đó chính là hệ thống nhíp sau đặt dưới cầu chủ động như này, thì nó giúp cho cái trọng tâm xe được hạ thấp xuống một chút. Nó giúp chúng ta có thể bê hàng lên rất dễ dàng bởi cái trọng tâm xe đã được hạ thấp xuống dưới, nên là việc chúng ta có thể bỏ đồ vào đây rất nhẹ nhàng và đơn giản, và nó đỡ bị ảnh hưởng đến cái cột sống của chúng ta. Chúng ta đỡ phải bị với những đồ nặng chẳng hạn thì nó sẽ để rất khó. Nhưng điều này mình khá thích ở mẫu xe TQ Wuling N300P này, đây là cách rất dễ dàng và tiện dụng để chúng ta có thể để đồ vào. Và với không gian này chúng ta có thể chở được khá nhiều đồ đây, để nếu như mình tính nhá, chúng ta sẽ để ở đây được khoảng tầm khoảng 6 đến 7 hoặc 8 cái máy giặt đây vẫn được, chở thoải mái. Hoặc đâu đấy chúng ta có thể để vào đây được khoảng tầm là 5 cái tủ lạnh, vẫn rất rộng rãi và để chứa đồ. Các cái phần thành của thùng như này cũng được làm hoàn thiện rất chắc chắn này. Và các bạn thấy là cái phần ở đây độ dày thì mình nghĩ rằng được ép rất là cẩn thận. Nó giúp chúng ta mà chở hàng hóa ở đây thì cực kỳ yên tâm luôn. Độ dày của thành thùng thì rất là tốt. Kèm theo các mối hàn ở đây, các bạn có thể thấy gần đây là các mối hàn đây được hoàn thiện rất là tốt. Nó không còn những cái mối hàn bị dư thừa ở đây. Đây là điểm mình khá khen đối với mẫu TQ Wuling N300P. Một thiết kế hoàn thiện cái phần thùng này rất ấn tượng. Ở bản này mình trải nghiệm thì nó được ở đây là một phiên bản có phần mui bạt ở trên này và thành thùng được làm cao lên. Bước vào khoang nội thất thì sao? Chúng ta sẽ có một không gian nội thất rất là rộng rãi ở đây. Và như mình đã chia sẻ ở đầu video ấy, đây là một chiếc xe được trang bị rất nhiều công nghệ tiện ích dành cho người lái. Và điểm dễ dàng nhận ra ở đây là phần màn hình cảm ứng AVN 7 inch kết nối điện thoại thông minh Android và Apple CarPlay, hiển thị đầy đủ các chức năng dành cho người lái. Chúng ta có thể tùy chỉnh xem bản đồ, nghe nhạc hay chỉnh phát video ở đây. Và mình nghĩ là rất ít chiếc xe tải nào có được trang bị tính năng hiện đại như này. Ở phía dưới này thì sao? Chúng ta sẽ có phần điều hòa 2 chiều đây. Tha hồ mùa nắng hay mùa lạnh chúng ta đều có thể tùy chỉnh rất dễ dàng. Mức độ chuyển gió đây nó rất là tiện bởi vì đây là núm vặn cứng ở đây, chúng ta có thể dễ dàng vặn mà không cần phải quá chú tâm vào. Còn điểm nữa mà mình khá ấn tượng mà mình nghĩ rằng không phải mẫu xe tải nào cũng có, đó chính là về phần camera hành trình có sẵn ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ và camera hành trình này sẽ luôn luôn lưu lại các thông tin, giúp cho chúng ta khi di chuyển đi chở hàng ở bên ngoài chẳng hạn thì nó sẽ ghi lại các thông tin cần thiết chúng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể xem ở trên phần màn hình này. Chúng ta có thể xem trên phần màn hình này nhé, rất dễ dàng sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta có hệ thống camera lùi ở phía sau này,
đây là điểm mà mình thực sự rất là thích, bởi vì khi mà chúng ta di chuyển ở trong phố chẳng hạn, những phố nhỏ ấy, thì hệ thống camera lùi này nó thực sự rất là hữu dụng. Phía trước này chúng ta sẽ có phần bản đồng hồ bằng kim ở đây. Nói chung không có quá nhiều điểm mà khác biệt, chỉ có là phần màn hình này, phần camera hành trình ở đây, kèm theo đó là camera lùi. Đó là 3 điểm mà mình thấy rất ấn tượng của mẫu TQ Wuling N300P này. Về phần ghế thì chúng ta sẽ có phần ghế bọc nỉ ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể về sau này chúng ta để cần thì bọc ra. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có phần cần số và phanh tay ở đây. Ở hai bên thì chúng ta sẽ có phần gương chiếu hậu với thiết kế khá to để giúp chúng ta dễ dàng quan sát được ở phía sau xe. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái phần tẩu ở đây để các bạn có thể là để cắm sạc điện thoại hay gì đây cũng được, rất dễ dàng và tiện lợi. Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn về thiết kế ngoại thất và không gian nội thất của xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm mẫu xe này để xem cái cảm giác lái, không gian lái của nó thế nào nhá. Về động cơ, trái tim của TQ Wuling N300P là khối động cơ 1.5 lít tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đến từ thương hiệu nổi tiếng General Motors GM. Động cơ 1.5 lít của GM sẽ mang lại hai lợi ích đáng kể là giúp xe vận hành mạnh mẽ, bền bỉ với sức kéo tối đa khi khởi hành mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì với công nghệ van biến thiên thông minh DVVT, hệ thống điều khiển động cơ điện tử với hộp số điều khiển EQ thương hiệu Bosch sẽ giúp chiếc xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, vượt trội hơn hẳn so với phần lớn các xe hiện nay là Euro 4. Mình vừa khởi động xe rồi. Và có một điểm mà mình muốn chia sẻ ngay với các bạn, do đây mẫu xe sử dụng động cơ 1.5 lít và kèm theo đó là khả năng cách âm ở trong khoang lái của xe khá tốt, khiến cho cái khoang động cơ này nó không gây quá ồn nào đến khoang lái của mình nó đỡ cảm giác khó chịu. Và chúng ta sẽ cùng đi thử nhá. Ok, lâu lắm rồi thì mình mới chạy một chiếc xe tải như thế này để xem là mẫu xe này sẽ vận hành ra sao. Đây, một điểm nữa mà mình sẽ chia sẻ các bạn luôn, đó chính là mẫu xe này được trang bị là vô lăng trợ lực điện. Đó, các bạn không nghe nhầm đâu, đây là vô lăng trợ lực điện nhá. Nên là khi chúng ta đánh lái ở trong khu ngõ nhỏ hay là phố nhỏ cũng cực kỳ đơn giản, nó không bị quá nặng để chúng ta phải đánh lái khó khăn. Đây, ok, đây mình sẽ xuống đoạn này thì hơi cao một tí. Tuy nhiên là cái gầm xe vẫn đủ để chúng ta có thể bò qua một cách rất dễ dàng và đơn giản, không bị cạ gầm một tí nào cả. Đó, ok. Các bạn thấy đấy là phần vô lăng khá nhẹ nên là mình gần như là đánh lái rất đơn giản, chỉ việc là về nhẹ là xong thôi. Đó, đây là âm thanh của phía động cơ. Với động cơ 1.5 lít thì mình nghĩ rằng là quá đủ để chúng ta chở đồ, chở hàng rồi. Nãy thì mình vừa đi qua cái phần gờ giảm tốc nó hơi cao một chút, thì mình thấy rằng là nó không quá sốc, nó gây khó chịu gì cho mình. Nó vượt qua rất là êm ái và nhẹ nhàng. Kèm theo đó là cái phần không gian, cái phần quan sát của chúng ta cũng được cải thiện rất lớn ở mẫu xe TQ Wuling N300P này. Có thể đấy là phần hai chiếu gương chiếu hậu được thiết kế rất to, giúp chúng ta dễ dàng có thể quan sát ở phía sau cực kỳ đơn giản. Và như bạn thấy thì mình vừa đi qua cái gờ giảm tốc rất cao nhá, nhưng mà cái hệ thống phuộc của xe này hoạt động rất tốt, nó không tạo cảm giác khó chịu đến mình khi lái trong xe. Đó, đây là điểm mà mình khá thích ở mẫu xe này. Bởi vì chúng ta sẽ thường phải chở hàng ở những địa điểm nó hơi khó một chút, thì yên tâm là TQ Wuling N300P sẽ là người bạn đồng hành rất đáng tin cậy đối với cánh tài xế. Và có điểm nữa mình sẽ chia sẻ ngay với các bạn, đó là mẫu xe này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Các bạn không nghe nhầm đâu, chúng ta sẽ thường nghe hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở các mẫu xe đa dụng thông thường mà chúng ta khi di chuyển trên đường. Nhưng lần đầu tiên một chiếc xe tải được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS như này. Và nhờ hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở trên cái đường điều kiện đường xấu ấy, đường trơn trượt, mưa chẳng hạn, thì nó vẫn giúp chúng ta di chuyển an toàn qua. Nó tránh khi mà chúng ta bị đá phanh chúng ta nó bị trôi, bị trượt ra chẳng hạn. Thì với hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ xử lý toàn bộ điều này. Và mình nghĩ đây là trang bị rất cần thiết dành cho cánh tài xế. Bởi vì nhờ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì chúng ta di chuyển trên đường trở nên an toàn và an tâm hơn. Về sức mạnh động cơ thì các bạn có thể thấy rằng là với động cơ 1.5 lít kèm theo đó là tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì nó vừa đáp ứng các tiêu chí như là vừa tiết kiệm nhiên liệu này, vừa bảo vệ môi trường. Kèm theo đó động cơ 1.5 lít này hoạt động cũng rất là tốt, nó rất là khỏe. Mình có thử tăng tốc ở các bài tăng tốc như là vòng qua đây, chúng ta sẽ cùng nhau thử luôn nhé, để xem là khả năng tăng tốc của mẫu xe này như thế nào. Đây rồi, đoạn rộng rồi chúng ta tăng tốc nhá. Hay đấy. Các bạn thấy đấy là cái khi mà tăng tốc thì cái động cơ này làm việc rất là tốt này. Mình tăng tốc rất là nhanh. Kèm theo đó là kết hợp hộp số sàn 5 cấp ở đây thì chúng ta tăng tốc rất là mượt mà. Chúng ta có thể chở đồ nặng ở phía sau nhưng mà tăng tốc vẫn rất tốt. Động cơ 1.5 lít của GM thì hoạt động thì mình nghĩ rằng không có điểm gì để chê cả mẫu xe này. Về tầm quan sát thì như các bạn đã thấy thì chúng ta đây là một chiếc xe tải nên cái tầm quan sát của chúng ta rất rộng. Đây, chia sẻ thêm các bạn thêm điểm nữa, đó chính là hệ thống điều hòa ở đây. Hệ thống điều hòa của mẫu xe TQ Wuling N300P này thực sự rất là mát. Mình có để mức gió, đây là mức gió 1 thôi nhưng mà đã rất là lạnh rồi. Đấy, ngoài ra thì như mình đã nói đầu video ấy,
chiếc xe trang bị hệ thống camera hành trình ở đây. Đây là điểm khá hay mà mình nghĩ rằng là các tài xế nên trang bị cho xe của mình. Và mẫu xe đã có thì đây là sự quan tâm của hãng dành cho cánh tài xế. Dường như là hãng đã biết cái việc mà chúng ta phải di chuyển ngoài đường nhiều thì đôi khi chúng ta sẽ phải gặp một chút va chạm, hoặc là chúng ta sẽ ghi hình lại những vụ va chạm chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể xem lại khi cần thiết, và điều này thực sự rất cần thiết đối với tình hình giao thông hiện nay ở tại Việt Nam. Các bạn có thể thấy mẫu xe TQ Wuling N300P được trang bị rất nhiều các công nghệ, các tính năng hiện đại dành cho anh em lái xe. Giờ đây cánh tài xế được chăm chút nhiều hơn, được hãng xe chiều chuộng hơn rất nhiều so với mẫu xe tải trước đây. Chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế rất là đẹp mắt, cuốn hút người dùng, kèm theo đó là những trang bị, những công nghệ chiều chuộng cánh tài xế. Chúng ta sẽ có một mẫu xe tải có động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, tải trọng hàng đầu phân khúc lên đến 1 tấn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kèm theo đó là hàng loạt các tiện nghi hiện đại như màn hình cảm ứng, camera lùi, camera hành trình với mức giá chỉ từ 209 triệu đồng. Tất cả những trang bị này chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta, cánh tài xế sẽ có những chuyến hàng an toàn, yên tâm và đặc biệt cũng rất thoải mái nữa. Mình nghĩ rằng sự xuất hiện của mẫu TQ Wuling N300P sẽ khiến cho phân khúc xe tải cỡ nhỏ trở nên rất sôi động, bởi mức giá và những trang bị của mẫu xe này mang lại ngon hơn so với đa số các mẫu xe trong cùng phân khúc. Vậy các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy nhớ để lại comment bên dưới để cùng chia sẻ với mình nhé. Và nếu như các bạn thấy video clip này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để cùng chia sẻ với mình, và để mình có thể ra thêm các video khác để cùng chia sẻ với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye!